Chào mừng anh chị đã quay lại với kênh Bất Động Sản Bầu Bàng. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh chị một cái căn nhà cấp 4 tại khu dân cư Huỳnh Gia Phát tại thị trấn Lai Uyên, huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương. Và căn nhà này là hướng Nam anh chị nhé. Mặt tiền đường nhựa của cái căn nhà này là 9m. Vâng, 9m anh chị. Và ngang 5, dài 20. Và hiện tại chủ đang vay ở ngân hàng là 820 triệu và hết khả năng chi trả rồi. Hiện tại đang cần bán gấp. Và căn nhà này là ngang 5 dài 20 ở trước mặt em đó anh chị. Dân cư ở xung quanh thì hầu như là đã kín hết rồi. Nếu như anh chị nào cần một cái nhà để mà ở thì anh chị hãy liên hệ với em liền để cọc cái căn nhà này anh chị nhé. Và giá thì rất là rẻ anh chị, chỉ có là 999 triệu mà thôi. Và hiện tại chủ đang vay ngân hàng là 820 triệu. Nếu như anh chị mua thì anh chị phải hỗ trợ bên chủ với cái số tiền gọi là để mà rút sổ ra và để công chứng qua tên anh chị nhé. Căn nhà hiện nay thì hầu như là đang mới khoảng 90% anh chị nhé, gồm có một phòng khách và hai phòng ngủ và đất rất đang còn là mới anh chị. Hiện trạng của căn nhà thì rất là chắc chắn anh chị. Và bây giờ thì những cái căn nhà như thế này hầu như là không còn nhiều nữa. Và bây giờ thì những cái căn như thế này thì rất là hiếm anh chị. Và nếu như anh chị nào cần một căn nhà để ở thì anh chị hãy liên hệ với em liền 0356555579 anh chị nhé. Với cái căn nhà như thế này thì bây giờ giá của căn nhà này thì nó bằng một cái lô đất ở ngoài luôn anh chị. Bây giờ một cái lô đất ở ngay ở gần nhà em bây giờ mà đối diện ngang 5 dài 25 mà chưa có thổ cư bây giờ cũng đã 950 rồi anh chị nhé. Rồi anh chị có nhà ý thì hãy liên hệ với em liền anh chị nhé. Em xin chào và tạm biệt tất cả các anh chị.